Đây là hai bàn tay trắng sẽ cho mày thấy nè. Đi lên trong cố gắng để mai này tiến xa. Năm châu đang hướng đến và muốn được bước qua. Nên tao xuyên luôn mưa ngâu hay cái nắng cháy già. Yo, vì cuộc sống này đâu ai tìm ra được chính xác một câu trả lời thích đáng. Ngôn luận đây nhàm chán lặp lại khiến người nghe thêm rã rời. Ê, ai trả lời? Ê, nó ở đâu? Bản thân là kẻ thù lớn nhất tao cần phải đối đầu. Trên từng phút giây đang phút phút bay bay. Thời gian không đứng cứng đây đâu, đứng đứng ở đây lâu. Biết tiếp thôi vì ta sắp bước sang bàn cất mất công mong. Từ giả chuỗi ngày đáng ghét chỉ lo toàn những chuyện không đâu. Sống khát khao cho tao khác biệt, sống lớn sẽ khắc nghiệt. Ước muốn là bất diệt, ắt dám sẽ ắt tiến. Những biến chuyển thật nhanh có lúc thật chậm để cân bằng. Có lúc đầy gian manh có lúc theo đuổi sự chân thành. Và vì ông trời thấy tao sống sàng nên ông cho tao thêm dấu sắc. Từ cuộc chơi nhiệt huyết nóng ràng muốn đi lên, bản thân phải sắc nào, let's go. Âm thanh tụi tao tới ai cũng bay như là lên đâu. Nếu không còn tư tưởng thì đừng hòng mà sẽ vô. Đây là thứ kích thích mày kiếm thêm paper. Tên tụi tao là chủ đề nóng cho hater. Đừng để khi khó không có chỗ cho nói sợ. Xem mà sắc